Khi xem những vlog làm các món siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog thì không ít người đã chú ý và thường xuyên gọi tên một nhân vật được mệnh danh là Thánh Ăn Trực, bởi trong clip nào cũng thấy sự xuất hiện của anh chàng này. Và có lẽ mọi người sẽ càng bất ngờ hơn khi anh chàng này cũng đã làm hẳn một kênh YouTube riêng và cái tên cực kỳ trend mà mọi người gọi cho mình, Ăn Trực Vlog. Quả thật phải bái phục tinh thần ăn trực của anh chàng này, không chỉ xuất hiện trong tất cả các clip của bà Tân Vlog, trong clip gần đây nhất của Thánh Ăn Trực cũng chính là lần bà Tân làm 100 cái đùi gà siêu cay khổng lồ. Anh chàng này đến ăn trực nhưng vì xa quá nên đến muộn. Khi đến nơi, số đùi gà của bà Tân đã mang mời mọi người hết, chỉ còn lại chiếc chảo, dụng cụ vừa dùng để chế biến đùi gà siêu cay khổng lồ. Không từ bỏ số phận, với sự nhanh trí của mình, Thánh Ăn Trực đã nhanh chóng nghĩ ra cách xin bà Tân cơm nguội để bỏ vào trộn với phần gia vị và mỡ còn sót lại trong chảo và ăn sạch xanh xanh. Quả là bái phục tinh thần ăn trực cũng như sự nhanh trí sáng tạo của anh chàng Thánh Ăn Trực này phải không? Anh chàng còn đáng yêu hơn khi ăn xong liền vác chiếc chảo khổng lồ đi rửa giúp bà Tân nữa. Các bạn có thấy không? Ăn trực là phải làm tới cùng thì mới được nha. Không nấu thì cũng nhớ rửa bát rửa nồi cho gia chủ các bạn nha.